Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Vũ Đài Hiên Minh. Hôm nay mình sẽ cùng với anh em tiếp tục chương trình review cũng như là cách tăng điểm cho nhân vật Summoner. Và không như video lần trước đi theo đường khô, mình hôm nay mình và cùng với anh em sẽ đi theo đường phép thuật, một đường sử dụng sách khá là cơ bản, và sẽ kèm theo đó là skill Aquabit, hay Việt Nam mình còn gọi là skill đóng cửa thả chó. Thì skill này rất là đơn giản, khi mà anh em lên đến level trên 400 học được skill Master và cần loại 10 điểm rút đối với server mình. Thì tùy thuộc vào server của anh em thì cái điểm để mua được sách này thì có thể thay đổi nhưng mà rất là rẻ. Thì để sách này mua ở đâu? Anh em di chuyển đến map Emblem, sau đó chúng ta tiếp tục đi đến nhân vật James ở trên góc màn hình và di chuyển vào ô lựa chọn skill 1, 2, và nó sẽ gồm có hai skill là Firebeast hoặc là Aquabeast. Firebeast là đi theo hệ lửa, còn Aquabeast là đi theo hệ nước. Thì hiện tại nhân vật của mình đang sử dụng là đi theo hệ nước. Thì skill này bả đạo ra sao và cách tăng điểm như thế nào cũng như là trang bị như nào hợp lý, mình và các bạn sẽ cùng bắt đầu tập ngay bây giờ. Let's go. Và để test đam em nó, mình đã đến với map của bé Mai, một map khá là cơ bản với những season 15 về sau. Thả. Ôi, chưa dùng bút mà thả kìa, quả chết không kịp làm gì luôn. Bây giờ mình sẽ bút một nhân vật lên. Ui, ui, đánh nhanh thế. Ui, mình sẽ đi lên đây để xem em nó thả như nào. Thả nào. Ui, nhìn đam kìa các bạn, quả là kinh khủng. Vậy để đạt được lượng đam như vậy, em nó sẽ cần tăng điểm ra sao cũng như là trang bị như thế nào? Đối với bảng C, sức mạnh là 350, AG là hơn 1000, máu là không tăng và năng lượng là 1439. Thì tại sao sức mạnh chỉ là 350? Đối với các nhân vật phép thuật thì sức mạnh là tối thiểu, chỉ đủ để anh em mang được trang bị với người. Thứ hai, mình đang build nhân vật sung đóng cửa thả chó với max speed tốc độ đánh. Hiện tại anh em có thể thấy là 188/188, cực kỳ khủng khiếp. Và để đạt được lượng tốc độ đánh này, mình đã phải hạ cái năng lượng của em nó xuống còn 1500. Thì bởi vì đồ mình mang khá là mạnh nên lượng đam mà đồ mang lại khá là cao. Các bạn có thể thấy được cộng đến 16 gần 17.000 đam phép thuật do đồ mang lại, quá là khủng khiếp. Dù đang mình đi theo đường phép thuật như đường cu của em nó lên đến gần 1 gần 6 gần 2, quá là bá đạo. Và bảng C mở rộng của em nó 55 crit đam, đam hoàn hảo đến 50%, lúc của đam lên đến 27%, và bỏ qua phòng thủ vẫn là 13%. Được. Ô bỏ qua phòng thủ nó sẽ được tăng bởi bảng Master A khi mà anh em tăng điểm vào ô bỏ qua phòng thủ. Thì đối với bảng C như vậy, trang bị của em nó là sao? Đối với trang bị của em này, hiện tại mình đang nhìn trên màn hình chúng ta, tất nhiên là một cái cánh Wing Bolt cộng 15 và với ô plus double dam 6%, cực kỳ ngon. Kèm theo đó là ô element, ô thuộc tính được tăng phần trăm tốc độ, được tăng phần trăm khả năng tấn công thành công. Kèm theo đó là một set 1100 cộng 15 lúc, full set cộng 15 lúc, và kể cả cái chân cũng là cộng 11 nhưng mà là set 1000 để lấy bonus đẹp. Và kèm theo đó là một cặp khuyên tai phải, ui, khuyên tai level 700, khuyên tai level trái là 300, cũng không có gì đáng nói. Và một cây vũ khí level 40 star cộng 15 và được khảm dòng vàng là 31 đam phép thuật. Kèm theo đó anh này thừa tiền nên build thêm một cuốn sách cộng 15 cũng là đam level 20 nhưng là bỏ qua bài bát. Và một cặp ring và là ring blade, ring năm mới của Evan Server mình, và một cái ring phù thủy. Còn Penta thì sao? Một cuốn sách thuộc tính cộng 9 Lyra để lấy Covid đam. Và đối với Lyra mình chắc chắn cái socket thứ 5 sẽ là Covid, quá là ngon. Ốp đầu tiên là Attack Success Rate 2, tăng khả năng tấn công thành công 2. Và ô thứ hai là 3 là Putnit 10, quá là ngon. Ô đam sẽ là PVP với 770 Red với 10-10-10, Red 10-10-10 và Red 770. Đây là một cuốn sách thuộc tính được khảm ngọc thuộc tính cực kỳ ngon, chưa phải là cao nhất nhưng cực kỳ ngon hơn server hiện tại. Thì đối với lượng đồ như vậy thì như trên màn hình các bạn có thể thấy lượng đam của em nó cực kỳ khủng khiếp, 230.000 cái đam. Ôi trời ơi, quả ra là chết, quá là khủng. Thì đối với trang bị cũng như bảng xe như vậy thì bảng master của em nó như nào? Bảng master của em nó ở cột phòng thủ cũng như là các nhân vật khác vẫn sẽ là 10% phòng thủ thành công.
10% hồi mana, 10% hồi HP và cột tím ở đây anh ấy không tăng vì khả năng clear quái quá tốt. Lượng cột tím mất đi sẽ được hồi lại ngay lập tức. O defense phòng thủ 12 điểm, phòng thủ thành công 10 điểm. Máu không tăng, còn là dồn tất cả đặc điểm vào NE, tốc độ đánh cũng như là sức mạnh. 20 điểm vào khả năng tấn công thành công, đánh là chắc chắn là trúng, không bao giờ miss được. 11 điểm vào defense, 10 điểm vào trên lightning để có thể tăng được 20 điểm vào máu, tăng khả năng trú đường, trú quái khi đi trên. Và được honor thêm 20 điểm phép thuật từ Omagic Mastery, từ đó dồn xuống 10 điểm. Version này, ô này mình khuyên anh em sẽ được lựa chọn một trong hai. Ô What Next là sẽ giảm cái lượng đam mà anh em nhận vào khi bị quái đánh. Còn ô Information này là sẽ giảm cái lượng đẹp của quái đi để tăng lượng đam của anh em lên khi đam vào quái. Và từ này mình sẽ tăng được 20 điểm vào ô Máu Mastery. Và cuối cùng, lượng tăng bằng 20 điểm lên được 1.200 điểm máu cho anh em, cực kỳ ngon. Và ở ô thứ ba, ô tấn công sẽ chỉ là tăng 10 điểm vào Attack Ray PvP và dồn điểm xuống vào ô gầy 20 điểm, 10 điểm và lấy 10 điểm vào khả năng phục hồi máu khi chạy quái. Kèm theo đó sẽ là tăng 20 điểm vào ô bon búp, đây là skill búp. Skill này khi anh em búp lên là sẽ tăng được 45 đam phép thuật khi mà được tăng 20 điểm. Và ô dưới là sẽ là ô master của ô búp, sẽ làm anh em giảm đi tốc độ đánh đi 10, nhưng bù lại sẽ là tăng lên được sức mạnh phép thuật. Cái này là sẽ tăng tốc độ đánh lên 10 và giảm HP của anh em đi như khả năng di chuyển defense and HP reduction. Và bên này sẽ là tăng vào ô maximum witch hoặc là cool, từ đó dồn 10 điểm vào khả năng phục hồi 100% máu khi đi trên, cũng như là 10 điểm vào ô pain cool. 10 điểm vào ô này có tác dụng như nào? Khi mà quái đi vào 4 ô xung quanh nhân vật thì lượng đam của em nó sẽ được nhân lên, và từ đó tăng vào 10 điểm, 11 điểm vào đam và 11 điểm và bỏ qua phòng thủ thành công, tăng đam thẳng vào máu, bỏ qua phòng thủ của đối phương. Trên đây là bảng Master A. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bảng Master mở rộng hay là Master cộng. Đối với Master cộng, như server như cái video lần trước mình đã tăng vào ô design này, nhưng hiện tại mình không dùng skill này nữa mà mình sẽ dùng là Aquabis, là mình di chuyển sang ô số 2 này, 3 này. Đây Aquabis 20 điểm, trên đây gần như là max. Hiện tại anh này đang dùng 5 điểm này để tăng vào máu, để tăng khả năng trú đường khi đi solo, và vẫn là lấy vào búp băng, bonus băng để làm giảm tốc độ di chuyển của quái. Kèm theo đó là 40 điểm vào ô tăng phép thuật, 40 điểm vào ô star và 20 điểm vào ô star ở ô trên bonus 1. Tất cả là sẽ phải tăng vào NE, tăng vào năng lượng, 20 điểm vào skill down và 20 điểm vào khả năng gây down của cánh khi mà anh em sử dụng cái support. Vậy với cách tăng như vậy, em đã có thể trụ ở những map cao hơn không? Với cách nhìn đam của mình, hiện tại em đã đang đam ở map Kube Mai 850 thì lượng đam gây ra là khá là bá đạo với skill động cửa thả chó. Quả gần như là chỉ trong tích tắc khi đi kèm với bonus footix. Bây giờ chúng ta hãy đi đến với map cuối cùng, map Store Kayong 1050, map level cao nhất hiện tại. Sẽ phải kiếm một bài quái và tệ khả năng trên của em nó. Ui, solo là cực kỳ ngon. Mình sẽ đứng đâu này và thả vào. Rank của em là rank 7 như các bạn thấy trên màn hình. Quả chưa để là chết, khá là bá đạo. Thả cho nổ đam cực kỳ ngon. Và trên 200k đam, một bé sung đi solo chưa MacBook đã trên 200k đam ở map cao nhất, quá là ngon. Ui, quá không kịp ra luôn kìa, ra là chết. Với tốc độ đánh là 188 trên 188 max speed, tốc độ đánh cao nhất của bé sung có thể. Đây anh em có thể thấy 188 trên 188, đường đẹp lên đến 5k4. Thả không quậy, làm sao mà qua được. Anh em thấy sự lợi hại của đóng băng không? Khi mà mình tăng vào bonus băng, quái gần như là sẽ auto dính băng đấy, dính băng không di chuyển được, chỉ đứng ở xung đam thôi, cực kỳ ngon.
khi mà đi kèm với một e-book có khả năng lấy bonus là nổ đam theo hệ băng, thì em này còn sẽ nổ đam bá đạo hơn nữa. Đấy, đóng băng cực kỳ khó chịu. Đấy, đóng băng ở những con quái ở xa này, quái không thể đến lại gần được. Đam cao nhất là trên 200k đam, quả là điều tuyệt vời đối với một bé sung. Sung với bạn bạn xem sân lên sau cực kỳ mạnh nha anh em. Bất kỳ một skill nào, kể cả skill Decide hay là skill Aquabit hay là Firebit. Đối với Aquabit là đi theo hệ nước, thì lượng skill đam sẽ là 241, còn với 96 đam. Nhìn em mình, và rank 7 khi mà anh em đã tăng lên được skill nâng cao của Aquabit, thả chó băng, hay là gọi là thả gỗ bắc cực cũng được, nhưng mà mình thích thả chó hơn. Còn khi mà anh em đi theo hệ là Firebit, Firebit đúng rồi, thì nó sẽ là hệ lửa và gọi là thả cầu vàng. Thì trong một video, sắp tới mình sẽ cùng thử tăng em nó với là skill hệ lửa, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không khó chịu như hệ băng này. Khi mà anh em đi PVP chỉ cần dính băng là đối thủ đứng lại và anh em chỉ việc thả skill vào mặt thôi, đóng cửa thả chó, chó chỉ cái cắn đấy, nhưng đâu có làm gì đâu. Cực kỳ ngon, trên 233k đam vừa nổ ra, 233k đam quá là thơm. Trên đây là video của mình giới thiệu đối với nhân vật Summoner ở bản season 15, hiện tại là max level, đồ gần như là max luôn, và đi theo hệ là Aquabit thì skill đóng cửa phải cho chứ không phải là đi chai. Hy vọng sẽ giúp được anh em ít nhiều ở server anh em đang chơi. Đối với một season 15 và MU nâng reset thì lượng đam như này là cực kỳ ngon, không thể biện bàn. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một comment để trình bày mong muốn của anh em, cũng như đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.